Rồi, mưa rồi. Lâu lắm này, mấy tháng rồi có trận mưa. Toàn nó nhử nhử mưa, nó không mưa. Hôm nay mưa dã đời, mưa đã đời luôn. Trận hôm nay mưa mà đêm nay là mưa dài. Đến đêm nay thì bắt ếch sướng lắm này. Chờ mãi trận mưa hôm nay rồi. Bao nhiêu là giỏ bác. Đèn sạc điện chờ sẵn trời mưa rồi. Hôm nay mới lại mưa. Tối nay hứa hẹn rồi là đi bắt ếch, khả năng là sẽ được một món khá đấy. Trời mưa rồi. Rồi mày thế, vừa buổi từ sáng mưa chiều mà đêm này, đêm nay một lúc nó vẫn ngớt tí bớt sấm là đi bắt sướng lắm ơi. Lâu lắm rồi có trận mưa rào này. Đấy, kêu ngay đây rồi. Lộ xuống đấy. Đấy, đây là đầu tiên này. Sướng chưa? Đấy, vừa mới kêu đây, so đây phát ra đấy. Có vẻ im im con ở xa kêu, con ở gần nó không kêu đâu. Đấy, chưa? Đấy, này. Hai phát, một phát hai con luôn. Bắt nước con hồn vừa đầu kia lại. Máy hôm nay đi, mình lại mang cái cam hành trình đi đội đầu không có gì mất ta luôn. Cứ bắt một phát hai con này, một lúc vào đầy bao rồi. Sướng lắm. Sau hơn cái mưa này. Nhìn cái rõ hơn cá bống này, tôm này, ui ui, đã chưa? Đã nhiều lắm này, ui, cá bống cũng to bự này. Nhưng mà đi thì quay lên cho các bạn xem là chủ yếu không bắt nhé, mai thì sẽ dù cuốn cuốn cho mình không? Mang cái rổ đây, hai ba con bắt mang về cái bình để nuôi. Đấy, rất là nhiều cá bống, mình thích chưa? À, sướng chưa? Vừa kêu ngay là gần đây mà. Đấy, đây là nằm ngay gốc cây sắn này. Biết này, ấy chưa? Hai con đã ôm nhau này. Nằm trên cạn luôn nhá. Này, chạy đi em. Chạy đi đâu hỡi em? Chạy đi đâu hỡi em? Đấy, hai con ôm nhau mình đã chưa? Đấy. Đây, nhái nhá, nhái bắt to bùi bé mềm bắt hết. Đang đói kém giờ này có gặp cóc bắt. Còn ếch đực này gầy dơ xương, con này chắc là rau phốn nhiều quá. Nhái là nhiều làm chả ngon. Ếch đực, không có ếch đực này. Rồi cho bé kêu rất to, ếch đực này. Đây con này là con chảo chuộc nha. Đây một đôi chảo chuộc nó đang ấy, nó đẻ trứng này. Chảo chuộc nha. Yeah, ăn trứng thôi. Con này rất giống con ếch nhưng mà nó trơn hơn. Trơn hơn ếch, con ếch thì người nó có gai gai. Nhưng con chảo chuột người trơn hơn. Nó đẻ trứng như này. Một đôi được cái đẻ trứng, dụng đúng mấy cấy. Sau thời gian mà con này nó đạp, nó đẻ trứng thời gian đây khoảng 3-5 ngày thì trứng này nó sẽ lở thành con lòng nọc nhé. Lở lòng nọc nó lớn với thời gian thì nó rụng cái đuôi đi thì nó thành con ếch. Hoặc thành con chảo chuột, thành con cóc. Cứ con gì đẻ ra trứng thì nó thành con đấy. Như con này nó con chảo chuột các bạn nhé. Con chảo chuột thì sau này con nó sẽ lớn thành con chảo chuột con. Còn nếu là con ếch ấy, nó gọi đôi với nhau thì nó sẽ ra con nở cái con ếch con. Còn con cóc thì nó cũng thế tương tự. Cái đèn nó sợ bỏ chạy sợ quá, sợ đèn. Đây là như con này, đây là con nọc con này, đây là cái trứng của bọn nó đang đẻ đây một thời gian rồi nó nở ra này. Đây trứng con này là ếch nhá, nó to này chắc chắn là nó ếch rồi. Này khoảng tầm nửa tháng nó rụng hết đuôi, nó mọc chân lên thành con ếch con nhảy lên bờ luôn rồi. Anh vừa nghe như có con kêu đây sao, em nghe thấy không? Em vừa nghe thì nó kêu đây, anh soi kỹ vào xem. Anh đúng lúc kêu ngay gần đây mà. Hình như nó kêu bên ngoài kia nhỉ? Đấy, ông ếch ông kêu ngay ở vườn cây này, ngay ở cổng nhà này. Đi bắt được một loạt về rồi thấy ông nằm ngay ông kêu ở đây.
cứ tưởng là bỏ trong bao kêu ra ông này ông kêu. Ê. Dạ. Con ra con xem con này có phải con ếch không này? Sợ. Như thế này sợ không? Sợ. Úi giời nó nhảy ác không này? Con sợ quá. Nhưng là thịt nó ngon lắm, thịt bát thịt con có ăn không? Có không mà con có. Được, bát thịt con ăn nhá. Thịt con